Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh dự khai giảng tại trường Trung học cơ sở Lê Độ, quận Sơn Trà. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, lãnh đạo quận Sơn Trà và lãnh đạo nhà trường đã thành kính dâng hoa, dâng hương đến anh hùng Lê Độ. Năm học 2021-2022 là một năm đầy thử thách của nhà trường. Tuy nhiên, với phương châm tạm dừng đến trường nhưng không ngừng học, giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Lê Độ đã thích ứng linh hoạt với điều kiện dịch bệnh, đạt được một số kết quả nổi bật như có 2 giải ba cấp quốc gia về cuộc thi đại sứ văn hóa đọc và cuộc thi an toàn thông tin. Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua, nhà trường có 381 trên 444 học sinh đăng ký dự thi trúng tuyển, đạt tỷ lệ gần 86%, cao hơn tỷ lệ toàn quận gần 10%. Và năm nay là bắt đầu khai giảng năm học mới và các con được tự trường cùng các thầy cô và bạn bè trực tiếp. Thì các con rất là hân hoan và bản thân mình là một phụ huynh, là một người mẹ cũng mong muốn rằng khi các con đến trường, các con tự trường năm học mới thì các con sẽ học được nhiều điều hay, điều tốt từ các thầy cô cũng như các bạn cùng lớp. Và hy vọng rằng sẽ không còn đại dịch trở lại để các con có cái niềm vui học đường được trọn vẹn nhất của tuổi học trò. Năm học 2022-2023, trường Trung học cơ sở Lê Độ có 94 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1.930 học sinh được biên chế thành 45 lớp học, trong đó có 575 học sinh lớp 6. Theo đó, để giữ vững thành tích của trường Trung học cơ sở Lê Độ trong thời gian qua, năm học này, nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các khối lớp 6, 7. Chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo giỏi về chuyên môn, vững về nghiệp vụ, tận tâm với nghề, chủ động phòng chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.